Khoa học. Vậy thì chúng ta bắt đầu lại bài học ngày hôm nay. Thì trước hết là đây là buổi học đầu tiên của các bạn trong khoa học này, thì thay mặt đội ngũ của đào tạo y khoa trực tuyến cảm ơn tất cả các bạn đã tin tưởng chúng tôi và đăng ký khoa học này. Và chúng tôi xây dựng khoa học điện tim cơ bản nhằm mục đích chia sẻ với cộng đồng sinh viên y dược ở Việt Nam những kiến thức cơ bản về điện tim và các chuyên ngành khác. Mục đích là giúp các bạn là khi đã tham dự khóa học điện tim cơ bản của chúng tôi thì các bạn sẽ đọc thành thạo điện tim, và đây là cam kết của chúng tôi. Và để được kết quả này thì cần có sự quyết tâm từ hai phía, về phía giảng viên và học viên. Về phía chúng tôi thì chúng tôi sẽ tạo ra những cái bài giảng chất lượng đúc kết từ kiến thức và kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, và hướng dẫn các bạn một cách nhiệt tình cả trước, trong và sau khóa học. Đây là điểm khác biệt của các bạn khi học tập tại đào tạo y khoa trực tuyến. Vậy thì khi các bạn chưa đăng ký khóa học này thì các bạn cần trao đổi về lĩnh vực điện tim thì chúng tôi vẫn hỗ trợ các bạn. Và sau khi kết thúc khóa học này, trong quá trình thực hành lâm sàng tại bệnh viện, các bạn gặp phải những ca khó hoặc là những ca mà các bạn thấy hay cần trao đổi, thì các bạn có thể chụp ảnh lại và lấy thông tin bệnh nhân cũng như triệu chứng lâm sàng bệnh nhân và gửi đến đào tạo qua trực tuyến, thì chúng ta có thể trao đổi chuyên môn với nhau và có thể hỗ trợ các bạn một phần nào đó. Đây là cái điểm khác biệt khi các bạn học tập tại đào tạo y khoa trực tuyến. Và nhân cái dịp khai giảng này thì có một số bạn thì đã biết đến chúng tôi rồi, nhưng cũng có những bạn đây là khóa đầu tiên các bạn đăng ký, thì chúng tôi xin giới thiệu lại một chút về bản thân. Thì tôi là Trung Đức, là người đã sáng tạo ra khóa học điện tim cơ bản và cũng là người tạo ra hệ thống website học tập đào tạo y khoa trực tuyến để cống hiến cho cộng đồng sinh viên y dược Việt Nam. Hiện tại ở ngoài truyền thống thì tôi có công tác tại một bệnh viện quân y 4 năm. Sau đó thì hiện tại thì tôi đang đi học sau đại học tại Học viện quân y. Về lĩnh vực điện tim thì tôi cũng học tập và làm việc trực tiếp cũng như nghiên cứu lĩnh vực này đến bây giờ là 5 năm. Và tôi nhận thấy rằng là để học điện tim ở mức cơ bản thì cũng không phải là vấn đề rất là khó. Tuy nhiên để đọc thành thạo ở mức chuyên sâu thì điện tim thực sự là lĩnh vực rất là khó. Và hiện tại thì tôi vẫn tiếp tục đọc rất nhiều sách về điện tim và tự học rất nhiều về lĩnh vực này. Vậy thì trong khóa học của chúng ta thì có rất nhiều anh chị đã ra trường và công tác lâu năm trong ngành. Có những anh chị đã tốt nghiệp bác sĩ chuyên khoa 2, và cũng có một cô, đó là cô Trúc, học khóa 10. Thì cô đã nghỉ hưu rồi và hiện tại cô đang làm thêm ở bên ngoài, và cô đăng ký khóa học của chúng ta. Như vậy là thấy rằng tinh thần học tập của các cô chú và anh chị rất là tốt, đúng không ạ? Và cũng có những em sinh viên mới năm thứ hai cũng đăng ký vào khóa học của chúng ta. Vậy thì chúng tôi rất hoan nghênh cái tinh thần học tập của các bạn. Và với đối tượng học viên đa dạng về độ tuổi như vậy thì xin phép cô chú và anh chị trong khóa học này, thì để chúng ta tiện trao đổi hơn về chuyên môn thì xin phép các anh chị cho phép là xưng hô là tôi, và gọi tất cả các bạn học viên là bạn để chúng ta dễ trao đổi hơn. Các bạn có đồng ý không ạ? Các bạn đồng ý thì có thể gọi vào khung chat. Ok. Ok, cảm ơn các bạn. Vậy thì trong khóa học này thì chúng ta trao đổi với nhau về điện tim cơ bản, thì chúng tôi đã xây dựng nên hệ thống những bài giảng phù hợp với các bạn sinh viên, với các bác sĩ đa khoa chưa đọc điện tim cơ bản. Và điểm đặc biệt trong khoa của chúng ta hiện tại có ba bạn đang là những điều dưỡng viên, và các bạn cũng rất là thích học về điện tim và các bạn cũng đăng ký khóa học chúng ta. Vậy thì với đối tượng đa dạng như vậy thì chúng tôi cũng cố gắng là soạn những bài giảng này dễ hiểu nhất để chia sẻ với các bạn thật là dễ hiểu, để cho tất cả chúng ta đều có thể đọc được điện tim sau khóa học này. Và khi các bạn hoàn thành 100% các bài giảng trong khóa học này thì các bạn có thể tự tin đọc thành thạo khoảng 80% các ca bệnh các bạn hay gặp phải trong thực tế. Còn vậy,
Đó là về phía giảng viên của chúng tôi thì chúng tôi cam kết về việc thiết kế bài giảng cũng như là hỗ trợ các bạn một cách nhiệt tình nhất trong khóa học này và cũng như là sau khi kết thúc khóa học. Về phía các bạn học viên thì các bạn cần quyết tâm trong quá trình học tập tại khóa học. Vậy thì để đảm bảo kết quả tốt nhất trong khóa học này thì chúng tôi yêu cầu các bạn hai điểm. Điểm thứ nhất là các bạn cần tham dự đầy đủ và xem hết 100% các bài giảng được chia sẻ lên nhóm học tập của chúng ta. Nhóm học tập của chúng ta là nhóm học điện tim cơ bản, đúng không ạ? Vậy thì sau mỗi bài học này thì chúng tôi sẽ ghi lại cái video bài giảng ngày hôm nay và chia sẻ lại lên nhóm học tập để các bạn ngày hôm nay mà bất không tham dự được thì các bạn có thể xem đi xem lại cái bài giảng của chúng ta ở trên nhóm đến khi chúng ta hiểu bài thì thôi. Yêu cầu thứ hai đối với các bạn là các bạn cần chủ động tương tác với giảng viên trong quá trình học và chủ động làm các bài kiểm tra sau mỗi chủ đề. Vậy thì khóa học của chúng ta có 7 chủ đề. Có điện tim bình thường, có điện tim trong rối loạn dẫn truyền, có điện tim trong rối loạn nhịp, hội chứng tăng gánh, rối loạn điện giải và nhồi máu cơ tim. Và cuối cùng là bài tổng kết. Thì các bạn cần làm hết các bài test sau mỗi chủ đề đó để các bạn hoàn thiện bài test và chúng tôi sẽ sửa cho các bạn. Chúng tôi sẽ tổ chức một cái buổi học như thế này và sửa từng ca một và các bạn đối chiếu với kết quả của các bạn. Tất nhiên các bạn sẽ làm những cái bài tập đấy và gửi đến chúng tôi để chúng tôi xem và sửa lại cho các bạn. Vậy thì về phương pháp học tập trong khóa học này thì có hai cách học. Cách thứ nhất thì các bạn tham dự lớp học của chúng ta như ngày hôm nay. Đây là phương pháp học trực tiếp. Thì tổng số học viên trong lớp học chúng ta hiện tại là hơn 90 học viên. Và tham dự trực tiếp ngày hôm nay thì có 20 học viên. Chúng tôi sẽ xem danh sách này, chúng ta làm quen một chút với nhau. Có bạn Bùi Vĩnh Điền, bạn này, bạn Điền thì mới đăng ký khóa học 11 này. Bạn Chính thì đăng ký khóa học trước rồi. Chào bạn Chính này. Chào bạn Hằng, bạn Hùng, bạn Linh, bạn Lê Trần Duy, Nguyễn Trinh, Nguyễn Linh Chi, bạn Nguyễn Thu Trang, bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến, bạn Yến mới đăng ký khóa học này đúng không ạ? Bạn Nguyễn Đặng Kim Ngân, bạn Thủy, bạn Hiệu, bạn Thu Hà, bạn Trang, bạn Vũ Thị Kim Oanh, bạn Vi, bạn Yến Nhi đúng không ạ? Vậy hiện tại là có 20 bạn chăm học nhất đúng không ạ? Có một số bạn do lỗi kỹ thuật của chúng tôi, các bạn không tham dự được thì cũng thực là các bạn hết sức thông cảm cho chúng tôi. Vậy thì cách học thứ nhất này thì theo tôi là hiệu quả hơn và các bạn nên dành thời gian, chúng ta có lịch học ở trên nhóm và các bạn nên dành thời gian để chúng ta học trực tiếp như này, và khi các bạn có câu hỏi các bạn đặt trực tiếp câu hỏi vào khung chat và chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn ngay trên lớp học. Và cách học thứ hai của chúng ta trong khóa học này đó là các bạn xem video ghi sẵn và chúng tôi chia sẻ lên nhóm học tập của chúng ta. Vậy thì phương pháp này thì tương đối chủ động, đòi hỏi các bạn cần phải có tinh thần học tập thật chủ động và nghiêm túc thì các bạn mới có thể xem hết các video này. Vậy thì bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay, đó là các khái niệm cơ bản nhất về điện tim. Về trên đây thì tôi có để lại một số địa chỉ liên hệ của tôi về email và số điện thoại. Vì cần trao đổi gì thì các bạn có thể trao đổi với tôi qua kênh email hoặc là số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp đến trang đào tạo y khoa trực tuyến. Bây giờ thì chúng ta vào nội dung bài học ngày hôm nay. Thì trong bài học này thì các bạn cần nắm được 3 cái nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất đó là các khái niệm. Khái niệm về điện tim. Nội dung thứ hai các bạn cần nắm đó là các bạn nắm về quá trình khử cực và tái cực. Nội dung thứ ba là các đạo trình cơ bản. Bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung đầu tiên, đó là khái niệm về điện tim. Trong cái khung chat này thì hiện tại tôi không sử dụng nên là tôi sẽ để màn hình full màn hình thì các bạn sẽ quan sát slide bài giảng của chúng ta tốt hơn. Và các bạn có câu hỏi gì thì các bạn sẽ đặt
câu hỏi vào khung chat, và cuối giờ thì tôi sẽ xem những câu hỏi và lựa chọn những câu hỏi để trả lời cho các bạn. Vậy thì điện tim là gì? Vậy điện tim thì hay có một cái tên khác, đó là điện tâm đồ, đúng không ạ? Chữ đồ ở trong khái niệm điện tâm đồ đó là đồ thị. Vậy thì điện tâm đồ chính là đồ thị ghi lại cái hoạt động điện của tim phát ra trong quá trình hoạt động co bóp. Vậy thì các bạn quan sát cái hình số 1 này thì các bạn thấy rằng khi tim hoạt động co bóp thì sẽ phát ra dòng điện, và dòng điện này chúng ta ghi lại được, và trên bản ghi điện tim thì sẽ hình thành lên các sóng khử cực cũng như sóng tái cực của tế bào cơ tim. Vậy thì dòng điện này thì được sinh ra do đâu? Thì các bạn biết rằng là việc có dòng điện này là do ở trong màng tế bào cơ tim thì mang điện thế âm, và ngoài màng tế bào mang điện thế dương. Lúc không hoạt động, tế bào không hoạt động thì chúng ta đo được điện thế lúc nghỉ, chúng ta gọi là điện thế nghỉ, đúng không ạ, là âm 90 mV. Các bạn cũng biết rằng là trong màng tế bào thì cái hàm lượng ion kali cao hơn so với ngoài màng tế bào, và ngoài màng tế bào thì hàm lượng ion natri cao hơn. Và chính cái sự chênh lệch về nồng độ ion ở trong và ngoài màng tế bào tạo ra cái điện thế nghỉ âm 90 mV, và chúng ta ghi được đó là điện thế nghỉ. Và khi nồng độ ion natri và ion kali ở trong và ngoài màng tế bào thay đổi thì lúc này thì trong màng tế bào trở thành điện thế dương và ngoài màng tế bào trở thành điện thế âm. Và trong quả tim, vùng bị kích thích và vùng bị không bị kích thích sẽ tạo ra cái hiệu điện thế, và hàng triệu tế bào cơ tim hoạt động sẽ tạo ra điện thế. Và chúng ta lúc này chúng ta đặt hai điện cực bất kỳ ở chỗ nào của cơ tim thì cũng ghi được hiệu điện thế, và điện thế này chúng ta gọi là điện thế khử cực. Vậy thì điện thế khử cực chúng ta ghi nhận được trên điện tâm đồ bằng các sóng, đó là sóng P, sóng Q, sóng R và sóng F. Đây là những cái sóng phản ánh quá trình khử cực của tế bào cơ tim, và cụ thể từng sóng này như thế nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong các bài tiếp theo. Và sau cái thời kỳ tâm thu thì tim được nghỉ ngơi, lúc này tim không hoạt động nữa là do cái quá trình tái cực diễn ra bên trong tế bào cơ tim. Cái sự cân bằng về điện tích, về ion nó sẽ lập trở lại cái trạng thái ban đầu, đó là ở trong màng tế bào thì mang điện thế âm và ngoài màng tế bào mang điện thế dương. Và cái quá trình này gọi là quá trình tái cực của tế bào cơ tim. Và quá trình tái cực thì sẽ hình thành nên sóng T trên điện tâm đồ. Bây giờ các bạn xem cái quá trình khử cực tế bào cơ tim tạo ra các sóng điện tim như thế nào. Các bạn xem slide thứ 3 này. Thì quá trình khử cực, các bạn quan sát cái sóng đầu tiên ở trong các phức bộ sóng điện tim, đó là sóng P. Thì sóng này được tạo ra do quá trình khử cực trong tâm nhĩ. Sóng thứ hai đó là sóng Q. Sóng này được tạo ra do quá trình khử cực quách liên thất. Và sóng thứ ba đó là sóng R. Đây là cái sóng xương lớn nhất trong các sóng điện tim. Thì sóng này được tạo ra do quá trình khử cực tâm thất. Và sóng S là sóng được tạo ra do quá trình khử cực ở vùng đáy tâm thất. Đây là các sóng khử cực. Còn sóng T là sóng phản ánh cái quá trình tái cực diễn ra trong tâm thất. Các bạn quan sát. Đây là sóng T phản ánh quá trình tái cực tâm thất. Vậy thì cái quá trình khử cực và quá trình tái cực này nó diễn ra theo cái xu hướng là ngược chiều nhau. Cái quá trình khử cực tế bào cơ tim thì các sóng khử cực sẽ lan tỏa từ phía nội tâm mạc đến thượng tâm mạc, còn quá trình tái cực này thì diễn ra ngược chiều so với quá trình khử cực, sẽ diễn ra
từ thượng tâm mạc rồi nội tâm mạc, và hai quá trình này sẽ hình thành nên cái sóng điện tim mà chúng ta ghi nhận được, đó là sóng P phước bộ QRS và sóng T trên điện đồng đội. Bây giờ các bạn quan sát các sóng điện tim trong thực tế. Trên đây là một cái bản ghi điện tim phản ánh 12 đạo trình. Các đạo trình mẫu, các đạo trình tăng cường và các đạo trình trước tim từ V1 đến V6. Thì bây giờ để nhận biết sóng thì các bạn quan sát vào một cái đạo trình. Các bạn quan sát vào đạo trình V2 ở dưới cùng, V2 cao dài. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn. Thì sóng đầu tiên chúng ta ghi nhận được ở đây, tôi đánh dấu vàng ở đây là sóng P. Tiếp theo sóng P là có một sóng âm rất nhỏ ở đây, đây là sóng Q. Và sau sóng Q là sóng R, là một sóng dương cao và nhọn ở đây. Các bạn quan sát đây là sóng R. Sau sóng R có một sóng âm tiếp ngay sau sóng R, đây là sóng F. Và tiếp theo sóng F có một sóng dương cùng chiều với sóng R, đó là sóng T. Các bạn quan sát tương tự như vậy ở các nhịp khác thì các bạn sẽ thấy sóng P, sóng Q, sóng R, sóng S và sóng T. Và trên các đạo trình khác thì các bạn quan sát ở đạo trình AVR thì chúng ta quan sát thấy đây là sóng P đúng không ạ? Sóng P ở đây là sóng P âm. Sau đó các bạn thấy sóng R có một chút nhô lên ở đây đúng không ạ? Và tiếp theo sóng R là sóng S. Và các bạn nhớ rằng đây là quy ước về các sóng điện tim, thì trong phước bộ QRS thì sóng dương đầu tiên thì được quy ước là sóng R và tiếp theo sóng R là sóng S, và trước sóng R là sóng âm là sóng Q. Như vậy thì ở đạo trình V1 và V2 thì các bạn thấy rằng cái sóng nhỏ, dương nhỏ đi lên trên đường lằng điện đầu tiên đây chính là sóng R, và tiếp theo sóng R là sóng âm ở đây là sóng S, và tiếp theo sóng F có một sóng dương nữa lên trên đường lằng điện rất là nhỏ ở đây, đây cũng là sóng R. Như vậy ở đây là có dạng RS, R phẩy đúng không ạ? Tương tự như vậy ở V2 cũng có dạng RS, R phẩy. Các bạn nhớ rằng đó là quy ước về các sóng điện tim. Vậy thì trong các sóng này thì các sóng P, sóng Q, sóng R, sóng S là những sóng phản ánh quá trình khử cực tế bào cơ tim, còn sóng T phản ánh quá trình tái cực tế bào cơ tim. Vậy thì ngày hôm nay thì các bạn chỉ cần nắm đơn giản như vậy và các bạn nhận biết được các sóng điện tim. Tiếp theo thì các bạn sang nội dung thứ ba, đó là các đạo trình. Lát nữa thì xong phần đạo trình thì chúng tôi sẽ trở lại cái slide này để chúng ta phân tích sâu hơn về đạo trình. Về các đạo trình cơ tim thì có các đạo trình lưỡng cực hay đạo trình mẫu, hay còn gọi tên khác là đạo trình chuẩn. Chúng ta có thể dùng từ đạo trình hoặc là từ chuyển đạo cũng tương tự như vậy. Vậy thì chúng ta có các chuyển đạo mẫu hay các chuyển đạo lưỡng cực hay các đạo trình lưỡng cực, thì chúng ta có ba đạo trình D1, D2, D3. Vậy thì ba đạo trình này, thì đạo trình D1 là nối tay phải với tay trái. Đạo trình D2 thì nối tay phải với chân trái và đo cái điện thế ở hai cái điểm này. Và đạo trình D3 thì nối tay trái và chân trái. Về màu sắc các điện cực ở các chuyển đạo mẫu này các bạn cũng cần phải nhớ, ở bên tay phải đó là màu đỏ, ở bên tay trái là màu vàng, và bên chân trái là màu xanh đúng không ạ? Màu xanh là cây. Vậy thì đạo trình D1, chúng ta thấy rằng đạo trình D1 thì đây là các đạo trình D1, D2 là các đạo trình nhìn
đứng trên bề mặt phẳng trán và nhìn ở D1 là nhìn quả tim từ phía tay tay phải, đúng không? Và chúng ta lấy chuyển đạo D1 là chuyển đạo quy chuẩn, và trên cái mặt phẳng trán thì cái đạo trình D1 là 0 độ. Tiếp theo là cái chuyển đạo D2, trên mặt phẳng trán thì chuyển đạo D2 so với chuyển đạo D1 đó là trên 60 độ, và theo cái chiều kim đồng hồ chuyển đạo D2 nối tay tay phải và chân trái, và chuyển đạo D3 thì lệch so với chuyển đạo D2 là 60 độ và so với chuyển đạo D1 là 120 độ theo chiều kim đồng hồ. Vậy thì chuyển đạo D2 thì nhìn quả tim chúng ta chuyển đạo B3 thì nhìn quả tim từ phía phía dưới, đó là nhìn từ phía hoành, mặt phẳng hoành của tâm thất. Các bạn lưu ý một cái điểm như vậy. Và các đạo trình đơn cực, các đạo trình đơn cực thì chúng ta có ba đạo trình, đó là AVR, đạo trình AVL và đạo trình AVF. Đây là những đạo trình tăng cường. Vậy thì ba đạo trình này thì đạo trình AVR, chúng ta thấy rằng đạo trình AVR thì đo điện thế của tim ở bên tay phải, đạo trình AVR là đo điện thế của tim ở bên cổ tay trái, và đạo trình AVF là đo điện thế của tim ở chân trái. Vậy thì đạo trình AVR là nhìn quả tim từ phía bên tay phải, đạo trình AVL là nhìn quả tim từ phía tay trái, và đạo trình AVF là nhìn quả tim từ phía chân trái hay từ phía dưới lên, tức là nhìn về mặt hoành của tâm thất. Các bạn lưu ý như vậy để chúng ta lát nữa chúng ta quay lại cái slide 12 đạo trình để chúng ta có thể thấy được ý nghĩa những cái đạo trình này đối với chúng ta đặt vị trí như vậy thì có ý nghĩa như thế nào. Và tiếp theo là các đạo trình trước tim. Các đạo trình trước tim thì đặt các điện cực này với nhau theo hình vòng cung từ V1 đến V6 là những cái đạo trình cơ bản. Chúng ta thường ghi các đạo trình V1, V2 đến đạo trình V6. Vậy thì về vị trí đạo trình V1 thì nằm ở khoảng liên sừng 4 bên phải sát vào xương ức. Các bạn thấy đây là đạo trình V1. Tiếp theo là đạo trình V2 nằm đối diện với đạo trình V1 qua xương ức này, cũng là sát bờ xương ức ở bên lên sườn 4 bên trái. Và đạo trình V3 nằm giữa đạo trình V2 và đạo trình V4. Đạo trình V4 là giao điểm của đường dọc đi qua điểm giữa xương đòn bên trái. Đây là đường đi qua điểm giữa xương đòn bên trái. Và đường ngang đi qua khoảng lên sườn 5 bên trái. Đây là điểm V4. Điện cực V4 chúng ta đặt vị trí này. Đạo trình V5 thì chúng ta đặt ở vị trí giao điểm của đường nách trước với đường ngang đi qua V4, và V6 là đường nách giữa, giao điểm của đường nách giữa với đường ngang qua đạo trình T4. Thì chúng ta có 6 cái đạo trình trước tim, đạo trình cơ bản mà chúng ta hãy ghi trong thực tế. Ở đây thì các bạn cũng phải nhớ rằng cái màu sắc của các đạo trình này, khi các bạn làm kỹ thuật thì các bạn nhớ màu sắc của các đạo trình này. Tuy nhiên cái màu sắc này theo quy ước chuẩn quốc tế thì chúng ta có màu sắc chuẩn. Một số bệnh viện thì chúng ta mua những cái máy và các điện cực này thiết kế đó là không theo chuẩn quốc tế, thì màu sắc có thể thay đổi, thì chúng ta lại nhìn vào cái ký hiệu trên mỗi điện cực có thể màu sắc khác đi, nhưng cái ký hiệu là V1 hoặc là C1 ở trên các điện cực đó là bắt buộc phải có. Thì các bạn nhìn vào ký hiệu là chính xác nhất, đó là ký hiệu V1, V2, để chúng ta căn cứ vào đó chúng ta đặt trên bệnh nhân chính xác. Vậy thì từ cách đặt các đạo trình như thế này thì nó có ý nghĩa gì cho các bạn trong quá trình tập luyện tim?
Đó, các bạn có muốn biết không ạ? Các bạn có muốn biết rằng tại sao các vị trí này lại đặt như này và các vị trí này đặt như thế này có ý nghĩa như thế nào khi chúng ta đọc điện tim? Các bạn có muốn biết không ạ? Chúng tôi có thể chia sẻ trước với các bạn về nội dung này. Nếu các bạn muốn biết, các bạn có thể gõ vào trong chat. OK, cái nội dung này thì có thể nằm ngoài cái nội dung bài giảng ngày hôm nay. Và nội dung bài giảng ngày hôm nay là các khái niệm cơ bản nhất về điện tim. Thì trong khoa học điện tim cơ bản thì tôi chỉ chia sẻ với các bạn ba nội dung. Đó là khái niệm về điện tim, quá trình khử cực hình thành sóng như thế nào, quá trình tán cực hình thành sóng thế nào và các đạo trình cơ bản chúng ta hay làm trong thực tế. Vậy thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn tại sao các điện cực này đặt ở vị trí như thế này và việc đặt điện cực ở từng vị trí như thế này thì giúp cho chúng ta khi đọc điện tim chúng ta sẽ đọc thấy điều gì từ những vị trí đặt điện cực này. Thì các bạn thấy rằng đối với các đạo trình trước tim từ V1 đến V6 thì vị trí, các bạn nhớ rằng vị trí cách đặt điện cực như này nó liên quan đến vị trí giải phẫu của tim trong lồng ngực, nó tương quan với vị trí của tim trong lồng ngực và vị trí của từng điện cực này sẽ phản ánh từng thành khác nhau của tim hay từng vùng khác nhau của tim mà mỗi thành này được cấp máu bởi những động mạch khác nhau trong hệ thống động mạch vành. Đối với đạo trình V1 và đạo trình V2 thì nó phản ánh thất phải, đạo trình V1 và V2 nằm ngay trên bề mặt của thất phải. Do vậy, V1 và V2 phản ánh những hoạt động điện thế trong thất phải. Và đạo trình V3 và đạo trình V4 thì phản ánh mặt trước của thất trái. Các bạn nhớ rằng V3 và V4 thì phản ánh mặt trước của thất trái. Đạo trình V5 và V6 thì phản ánh mặt bên hay thành bên của thất trái. Và mỗi vị trí này thì các bạn thấy rằng mỗi vị trí này nó phản ánh một cái vùng khác nhau của tim và chính vì vậy khi đọc điện tim thì chúng ta căn cứ vào những đạo trình này thì chúng ta đang nhìn vào những đạo trình này thì chúng ta đang nhìn vào những thành khác nhau của tim, những vùng khác nhau của tim. Và tổng hợp lại cả 12 đạo trình này thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Đạo trình V2, V3, xin lỗi các bạn, đạo trình D2, D3 và đạo trình AVF nhìn mặt tim từ phía dưới hay là thành dưới của tâm thất hay là mặt hoành của tâm thất thì cái vùng này, ba đạo trình này phản ánh cái thành sau dưới của tâm thất đó. Hay phản ánh cái mặt hoành của tâm thất và cái vùng này thì được cấp máu bởi động mạch vành phải. Chính vì vậy khi động mạch vành phải bị cắt, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự thay đổi bất thường của các sóng điện tim trên ba đạo trình này, đó là hình ảnh trực tiếp ở trên ba đạo trình D2, D3 và AVF. Tương tự như vậy thì đạo trình V1 và đạo trình V2, các bạn nhớ là đạo trình V1 và đạo trình V2 các bạn có thể lấy đến đạo trình V4, tại vì cái việc phân vùng này thì sẽ chi tiết hơn trong một bài riêng. Thì trong bài này thì chúng ta thấy rằng từ V1 đến V4 là phản ánh phía trước của tâm thất và vách liên thất,
Và cái vùng này thì do động mạch liên thất trước cấp máu. Chính vì vậy mà khi mà có tắc động mạch liên thất trước thì sẽ biểu hiện nhồi máu cơ tim ở các đạo trình T1 đến đạo trình T4 là hình ảnh trực tiếp. Ví dụ như biểu hiện như là có sóng T thiếu máu, ST chênh lên, vân vân. Nội dung cụ thể hình ảnh như thế nào thì các bạn sẽ được học trong bài nhồi máu cơ tim trong cái trình đào cuối cùng của khóa học này. Và tiếp theo là đạo trình V5 và đạo trình V6. Đạo trình V5, đạo trình V6, đạo trình T1 và đạo trình AVR là bốn cái đạo trình phản ánh thành bên của tâm thất trái. Và thành bên của tâm thất trái này thì được cấp máu bởi động mạch mũi. Như vậy thì khi các bạn nhìn vào 12 đạo trình này là các bạn nhìn vào từng vùng khác nhau của tim và được cấp máu bởi những động mạch khác nhau. Và việc nắm được phân vùng các thành của tim như thế này và phản ánh trên điện tâm đồ trên 12 đạo trình điện tim như thế này thì các bạn sẽ đọc điện tim ở cái góc nhìn nó tổng quan hơn, và các bạn nhìn thấy rằng từng vùng của tim phản ánh trên 12 đạo trình này như thế nào, và chính vì vậy mà giúp các bạn có thể đọc điện tim nhồi máu cơ tim tốt hơn. Và đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình học ở khóa điện tim cơ bản này. Thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một bài riêng, đó là nền tảng để phân tích điện tâm đồ. Thì trong bài này sẽ phân tích kỹ 12 đạo trình điện tim này và ý nghĩa của 12 đạo trình này như thế nào khi chúng ta đọc điện tim. Thì sẽ có một bài riêng mà chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái chủ đề thứ nhất, đó là điện tim bình thường. Vậy thì bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ nắm lại đó là ba nội dung: khái niệm về điện tim, quá trình khử cực và tái cực nó tạo ra các sóng như thế nào, và các đạo trình cơ bản. Và cụ thể về vị trí các đạo trình này thì tôi sẽ gửi slide bài giảng cho các bạn ở trên nhóm học tập. Vậy thì các bạn đã nắm được ba nội dung cơ bản, rất là cơ bản về cái bài học ngày hôm nay chưa? Các bạn có thể gõ vào khung chat và chúng ta có thể trao đổi thêm. Vậy thì trong ba nội dung này thì cái nội dung các bạn cần ghi nhớ nhất đó là nội dung thứ hai và nội dung thứ ba. Nội dung thứ hai thì các bạn cần ghi nhớ đó là sóng khử cực thì tạo ra các sóng P, Q, R, S. Trong đó sóng P là sóng khử cực tâm nhĩ. Sóng R, Q, R, S hay khúc bộ Q, R, S phản ánh quá trình khử cực diễn ra trong tâm thất. Còn sóng T là sóng phản ánh quá trình tái cực cơ tim. Đó, các bạn chỉ cần ghi nhớ cái điểm như này và chúng ta sẽ dần dần đi sâu vào từng sóng này như thế nào trong những bài tiếp theo. Còn phần đạo trình thì các bạn ghi nhớ về vị trí của từng đạo trình, cách đặt điện cực để chúng ta đặt điện cực cho đúng đúng không ạ? Đối với các đạo trình đơn cực và đạo trình ngưỡng cực này thì nếu mà đặt nhầm vị trí, ví dụ tay phải sang tay trái thì và các vị trí khác thì sóng biểu hiện trên điện tim sẽ thay đổi. Và trong cái bài về sóng P thì chúng tôi sẽ phân tích cho các bạn một ca, đó là việc đặt nhầm điện cực giữa tay phải tay trái phản ánh trên điện tâm đồ như thế nào, và cách nhận biết và loại trừ, chúng ta chẩn đoán phân biệt với cái trường hợp đảo lộn cực tạng ra sao thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái bài hướng dẫn về sóng P. Và các đạo trình đơn cực hay những đạo trình tăng cường ở tay phải, tay trái và chân trái, những đạo trình này thì chúng ta cũng rất là quan trọng trong quá trình đọc điện tim.
Và các bạn cũng cần nhớ vị trí của khách đạo trình này đo ở vị trí nào. Và cuối cùng là các đạo trình trước tim, các bạn nhớ vị trí từ V1 đến V6. Sau cái bài giảng này thì tôi sẽ chia sẻ cái slide chi tiết hơn ở trên nhóm học tập để các bạn nhớ các vị trí này, và trong quá trình thực hành, nhất là các bạn sinh viên sẽ đặt tập, chúng ta đặt định cực và chúng ta sẽ ghi nhớ. Trong đó thì các bạn ghi nhớ là V1, V2 thì phản ánh thất phải, V3, V4 phản ánh mặt trước thất trái hay thành trước thất trái, và V5, V6 thì phản ánh thành bên của thất trái. Và tổng hợp lại cả 12 đạo trình này thì các bạn ghi nhớ một lần nữa, đó là D2, D3 và ATF phản ánh thành sau dưới của tâm thất. Và thành sau dưới này được cấp máu bởi động mạch tràng phải. Và từ V1 đến V4 thì phản ánh thành trước của thất trái, được cấp máu bởi động mạch liên thất trước. Các đạo trình V5, V6, AVL và đạo trình D1 thì phản ánh thành bên của tâm thất trái, và thành bên này thì được cấp máu bởi động mạch mũi. Các bạn nhớ những cái điểm chính trong bài học ngày hôm nay như vậy để các bài sau thì chúng ta có thể học được hiệu quả hơn. Bây giờ chúng tôi sẽ xem một số câu hỏi các bạn đặt. Bạn Lê Trần Di hỏi D2, D3 và AVF phản ánh thành sau dưới. D2, D3 và AVF phản ánh thành sau dưới của tâm thất em nhé. Và thành sau dưới của tâm thất sẽ được cấp máu bởi động mạch tràng phải. Và đây chính là những cái đạo trình này phản ánh những vùng nào thì khi vùng đó bị nhồi máu cơ tim hoặc bị tổn thương ở những vùng đó, thì các đạo trình này là những đạo trình phản ánh trực tiếp, hình ảnh trực tiếp của tổn thương đó. Ví dụ nhồi máu cơ tim ở thành sau dưới thì biểu hiện trực tiếp trên điện đồng đồ đó là hình ảnh biến đổi bất thường của các sóng điện tim, ví dụ như là T âm, ST chênh lên, có sóng quy hoại tử, vân vân. Những cái hình ảnh trực tiếp sẽ phản ánh trên D2, D3, AVF. Còn các đạo trình khác có phản ánh đó là chỉ là hình ảnh gián tiếp mà thôi, và chúng ta không cần ghi nhớ hình ảnh gián tiếp. Chúng ta chỉ cần nhận biết đúng hình ảnh trực tiếp trên các đạo trình này là đủ để chúng ta có thể khẳng định rồi. Tương tự như vậy thì ví dụ từ V1 đến V4 phản ánh thành trước của thất trái, được cấp máu bởi động mạch liên thất trước, thì khi động mạch liên thất trước bị tắc gây nhồi máu cơ tim ở thành trước thất trái, thì chúng ta thấy hình ảnh trực tiếp của nhồi máu cơ tim sẽ ở các đạo trình từ V1, V2, V3, V4. Còn các vùng khác thì hình ảnh không phải hình ảnh trực tiếp đó. Còn các đạo trình V5, V6 và IPL và đạo trình D1 cũng tương tự như vậy. Thì đây là các điểm rất là quan trọng trong cái bài giảng ngày hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Yến hỏi khi có sự bất thường về giải phẫu thì cũng là thay đổi luôn về hình ảnh điện tim đúng không ạ? Khi mà tim có sự bất thường về giải phẫu, ví dụ chúng ta có trường hợp đó là tim bên phải đúng không ạ, hay là đảo lộn phủ tạng ấy, thì hình ảnh điện tim khi chúng ta đặt định cực theo đúng cái vị trí mà chúng ta học ngày hôm nay thì sẽ có sự thay đổi. Ví dụ trong trường hợp tim bên phải thì sẽ làm thay đổi hình ảnh điện tim, và chúng ta sẽ nhận biết ở các đạo trình như là D1, đạo trình AVR, đạo trình AVR và các đạo trình khác nữa. Và cái điểm này thì chúng tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn với các bạn trong cái bài hướng dẫn về sóng P, thì sẽ có cái trường hợp là có điện tim của một bệnh nhân bị đảo lộn phủ tạng, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái điểm này. Và khi chúng ta phát hiện bệnh nhân bị đảo lộn phủ tạng rồi, chúng ta khẳng định bệnh nhân có đảo lộn phủ tạng rồi, thì chúng ta lại đặt điện cực, đặt lại điện cực. Ví dụ trong trường hợp tim bên phải thì chúng ta lại đặt điện cực ngược lại. Theo cái sơ đồ này thì chúng ta đặt ngược lại
bên trái, những lập trình bên trái chúng ta đặt đối diện sang bên phải. Ví dụ V2 sẽ thành V1 và V1 sẽ thành V2. V3 sẽ sang bên phải này, V4 cũng tương tự như vậy, V5, V6 cũng tương tự như vậy. Thì cách đặt lại như vậy, điện cực thì chúng ta sẽ ghi sẽ phản ánh đúng cái biên độ sóng điện tin. Bạn nhấn vào đồ chơi. Ok, vậy thì các bạn ngày hôm nay còn đặt câu hỏi gì không? Bạn Hùng hỏi là bài giảng có ghi lại không ạ? Thì bài giảng ngày hôm nay thì sẽ được ghi lại, và chúng tôi đã ghi lại bài giảng này rồi và sẽ chia sẻ lên nhóm học tập của chúng ta. Và các bạn yên tâm là các bạn còn cái điều gì mà chúng ta chưa hiểu trong bài học này hoặc là trong các bài học tiếp theo thì chúng ta đều có thể xem đi xem lại. Và nếu mà xem lại thì các bạn không hiểu, các bạn cứ chat trực tiếp với tôi ở trên Facebook thì chúng tôi sẽ có trách nhiệm giải đáp cho các bạn. Hôm nay là buổi học đầu tiên nên là có lỗi kỹ thuật, mất một tiếng chúng ta mới có thể bắt đầu cái buổi học ngày hôm nay, nên là về mặt tinh thần của ngày học cũng như tinh thần của tôi để chia sẻ với các bạn cũng không được như lúc ban đầu, nên là chúng ta sẽ cố gắng cải thiện tốt hơn về kỹ thuật cũng như là về chất lượng giảng trong bài tiếp theo. Thì ngày mai chúng ta sẽ có một bài học tiếp theo, đó là bài học về sóng P. Tôi muốn chia sẻ với các bạn luôn về sóng. Còn hai bài đó là nền tảng để phân tích điện tâm đồ. Hai bài, bài này thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn sau. Hai bài này thì để giúp chúng ta đọc điện tim ở mức sâu hơn, chứ không phải là chúng ta chỉ thấy các sóng để chúng ta nhận định được bệnh lý, mà từ hai cái bài đó là nền tảng để phân tích điện tâm đồ thì giúp chúng ta phân tích theo cơ chế, phân tích điện tim theo cơ chế tại sao lại hình thành sóng như vậy, để các bạn hiểu luôn về mặt tiêu chuẩn chẩn đoán là ở hai cái bài nền tảng để phân tích điện tâm đồ. Vậy thì nội dung bài học ngày hôm nay thì chúng ta tạm thời kết thúc ở đây, đúng không ạ? Các bạn có câu hỏi nữa thì các bạn có thể đăng lên nhóm học tập của chúng ta, hoặc là các bạn chat trực tiếp với tôi, hoặc là các bạn gửi đến trang đào tạo y khoa trực tuyến. Thì thường là chúng tôi sẽ trả lời các bạn nhanh nhất khi các bạn chat vào Facebook của chúng tôi. Vâng, bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một cái buổi tối học tập vui vẻ, và các bạn sẽ có một cái tinh thần học tập tốt hơn trong cái buổi sau. Hy vọng là những buổi sau